khó khó chết mẹ mày rồi con. Chỉ thị 16, ra đường, hạn chế ra đường. Còn bây giờ mình ra đường mình còn không bịt khẩu trang nữa. Mình tin tao phạt mày không? Tin. Rồi mày có giấy test không? Dạ có. Rồi đâu đưa đây? Để em nhà em đang đi nghĩa mà sao em lấy cái được. Rồi chế giấy luôn đi. Nhưng bây giờ mày khai tên, số điện thoại, nhà sinh của mày, có gì họ tao điện ra làm việc. Dạ. Rồi mày tên gì? Như vậy. Rồi năm sinh ngày sinh. Năm sinh là 2006. 2006. Dạ. Rồi số điện thoại. Số điện thoại là 0354 240 223. 223. 223 nghe. 223. Rồi. Rồi hồi ra làm việc nha. Yeah.